Chào tất cả cô chú anh chị và khán giả đang xem trên kênh nào. Hiện tại là 5 giờ sáng, em đã có mặt tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để cập nhật cho tất cả cô chú anh chị xem tình hình ngôi mộ như thế nào. Thì có một em với lại một vài anh em cũng đã có mặt ở đây trong cái buổi sớm nhất khi mà hoa viên vừa mở cửa. Như đã hứa với mọi người là em sẽ cố gắng tới sớm để cập nhật cho cả nhà. Thì qua một đêm thì cái chỗ mà anh em bó đó thì bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn nha cả nhà, nó không có bị đổ hay là cái gì cả, vẫn còn rất là đẹp. Thì giống như hôm qua luôn á, hôm qua sao là vậy là cũng bình yên ha. Như mọi người thấy là hôm qua cuối ngày thì tụi em thấy trời nó chuyển mưa, như muốn đổ mưa vậy đó, nên tụi em đã cố gắng và sắp xếp gọn gàng nhất để đây. Bao ni lông rồi cũng còn. Đó, đầy đủ hết á, vậy là an toàn cho những cái hoa của cậu, giữ cho cậu là hoa là luôn luôn đẹp. Tại vì đã hứa với lại chú Linh Tâm là khi mà cái buổi lễ cúng thất thứ sáu á, chú Linh Tâm có cảm ơn tất cả anh em ở trên mộ đã lo lắng và chăm sóc cho mộ của cậu Năm. Thì em cũng muốn cho mọi người biết là sau một đêm thì vẫn an toàn. Nếu như mà hả đêm nay mọi người thấy đó, thì những ngày sau thì em cũng sẽ như vậy, cứ cuối ngày là tụi em sẽ dọn và gom lại như thế này và sau đó là sáng lại mang ra. Nhưng mà hả vừa mới 5 giờ sáng mà nhạc cũng lại in nổi hết, nói là mở nhạc kinh Phật đi để cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nghe đó, mà không hiểu tại sao chắc là phải qua 49 ngày đúng rồi, không hiểu tại sao mà cứ để như vậy. Nhìn nè cả nhà, sáng sớm thì đâu có ai đâu, trời nó còn mới tờ mờ sáng thôi. Thì tụi em cũng đi rất là xa, từ Sài Gòn mà lên tới Bình Dương 50 cây, 50 cây quay lại cái hiện trường hôm qua có cái xe điện nó đụng nữa. Lại coi xe điện đụng sao rồi. Đây, dầu nhớt rồi sao rồi? Hiện trường xe điện nó đụng vô cái cây, không biết chạy sao, tao cũng không nghĩ là sao mà kỳ vậy trời, vô tới đây mà chạy mà đụng cây rồi thì mình không có nghĩ tới luôn mọi người ơi. Chuyện gì luôn á, cuộc sống là chuyện gì nên cũng có xảy ra. May mắn là lúc đó là cái chỉ có cái xe đó, không có ai luôn á. Nếu có ai là mệt rồi đó, cuộc sống mà không biết là chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Đây. Ê, cái cây này, cây này anh nhớ hình như cái cây này thì phải. Vết tích vẫn còn luôn. Quay cận cảnh ra cho bà con xem lại cái như vậy. Qua một đêm rồi mà cái cây nó vẫn không có lành luôn. Đó, còn chóc da rồi thấy không? Đụng này cũng nặng lên, mớp kia cả pin luôn á. Cái đầu hả nó lúng luôn mà. Nè, anh thấy đụng vô cái nhớt xì ra luôn không? Banh cái máy luôn á, nhớt là sụp trên rồi. Cái xe này thì một là làm máy là bán luôn thôi chứ hai là thua luôn rồi. Bây giờ cái chuyện mà làm máy làm móc là tốn biết bao nhiêu tiền nói, mà chiếc xe thì sửa lại cũng biết bao nhiêu tiền nói, cũng thôi thua luôn. Coi như là cái người lái xe đó nó cũng xui đi. Mà buổi sáng vô đây á thì thấy ghê quá anh ha. Rùng rợn quá. Không mà muốn nghe toàn là cái tiếng con chim nó kêu chít chít không. Là có 3-4 anh em đi à. Đó bây giờ thì mấy anh em cũng chia nhau ra quay, mỗi người quay một góc để cập nhật tình hình tại mộ của nghệ sĩ Vũ Linh cho tất cả mọi người biết. Chứ mà hả 5 giờ sáng mà kêu em vô đây một mình đó thì em cũng không có dám vô đâu. Dám không? Không dám. Phải mày hên mày đi với anh nè, mày mới dám chứ. Thêm anh này kia đi chung á thì mới dám bước vô đây chứ. Từ tình mà nói vậy, tới 6 giờ là bắt đầu trong đây. Bây giờ nè, nói tóm lại là nếu mà ngày hôm nay nè mấy chú tiểu mà cho ở lại tới tối rồi dám ở lại không, ngủ đây luôn, anh thử thách 24 giờ rồi cho em á, dám không? Em không ở lại đâu, em chỉ chờ ngày mà hả cậu Thành rủ anh em cắm trại quanh mộ của chú á, ngày thứ 50 ha, qua 49 á, không phải là ngày 50 đâu, nhưng qua 49 ngày nào thì cậu Thành chưa có nói. Thì mong là hả cái ngày đó thì khi mà mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được xây xong hoàn tất á, thì cậu cùng với lại người nhà như là chị Kim Nga, anh So này kia, nếu như có thể thì có thể có bình tinh Vũ Linh
nó sẽ quanh quần bên ngôi mộ một đêm. Một đêm rồi một... lúc đó là mình ngồi mình uống trà, ai không biết uống bia thì uống trà. Bữa đó là sẽ mang bia, mang những đồ ăn lên để giống như là nhậu với chú luôn á. Là qua 49 ngày là hết chai thì sẽ là nhậu mặn, thì nhậu tôm hùm của Alaska, ốc dò voi như cậu Thành nói. Ê, cậu Thành nó kêu tao bỏ mồi ra kìa, kêu ai bỏ bia ra. Ai bỏ mồi thì anh cứ bỏ mồi có gì đâu. Trời ơi, mồi tưởng rẻ cua Alaska, ốc dò voi, nghĩ sao vậy? Làm YouTube có nhiều tiền đâu trời, cậu hay là vô bộ cậu thử lòng mình ta. Đúng rồi, nhiều khi chứ cậu... nhiều khi cậu cũng nợ. Đúng rồi, cậu cũng tốt lắm, nhiều khi mà cậu chỉ nói vậy thôi, chứ mà mình mua xong rồi cái về cái cậu gửi tiền lại cho mình. Đó. Không biết à, hy vọng cậu coi được clip này là cậu thử lòng tụi con nha cậu. Chứ tụi con làm YouTube cũng không có nhiêu tiền đâu. Cậu kêu mua toàn hải sản cao cấp không à, còn mấy triệu bạc. Nhiều khi là cậu muốn đãi anh em mình á, nhưng mà cậu mua thì cậu ngại. Cậu nói vậy thôi để cho nhiều khi cậu đưa tiền cho anh em mình mua đó. Đó là ngoài mặt là cậu nói là anh em mình đãi, nhưng mà cậu sẽ đưa tiền trước cho mình mua. Đó. Rồi, vậy là ta hiểu ý cậu rồi. Vậy cảm ơn cậu, sẵn qua clip này con cũng cảm ơn cậu. Thì nếu mà cậu có tổ chức cắm trại ở ngay chỗ mộ chú Vũ Linh thì tụi con sẵn sàng có mặt lên rồi kiểu như là thắp nén nhang rồi ngồi chơi với cậu, với là cậu Năm Vũ Linh. Và hôm đó là nhậu ở đây luôn tới sáng đó, chứ anh đâu có về được đâu. Mình có bia rượu trong người sao về được anh. Đúng rồi. Lúc đó là phải ngủ qua đêm ở mộ của cậu luôn. Phạt nặng lắm á. Đúng rồi nào. Mình cái bữa đó là sẽ ở đây luôn à. Nên bữa đó là phải mang theo mấy cái lều, tại vì chống muỗi. Ê, nghe nói ở đây muỗi nhiều muỗi lắm gì? Nè, mới sáng sớm thôi đã muỗi bay quá trời rồi. Chích hả, nãy giờ 5 giờ sáng chui vô trời vẫn còn tờ mờ nè. Tờ mờ sáng nè. Đâu có ai đâu. Lâu lâu có một chiếc xe vô, có mấy người vô biến mộ sớm á. Chứ đâu có ai đâu. Rồi khung cảnh em thấy đây là mộ của các nghệ sĩ nè. Hoàng vắng ha. Quay mộ các nghệ sĩ cho mọi người xem. Nhạc sĩ nè, Vinh Sử nè. Nhạc sĩ Thanh Sơn nè. Đó, đây là khu mộ con đường của nghệ sĩ. Nghệ sĩ ô tô Hồ Kiển nè. Nhà thơ Anh Trương nè. Đó, mộ của các cô chú nghệ sĩ xung quanh đây rất là nhiều. Tòng Sơn nè. Đó, chú Tòng Sơn quá trời. Mà đặc biệt là sao ấm u quá. Ôi. Đây là lần thứ hai em tới đây sớm. Đây có khi nào lát hồi mưa không ta? Trời nó cũng chuyển rồi đó, không biết có mưa hay không. Thì nếu có mưa thì mình cũng sẽ quay cái buổi trời mưa để cập nhật cho mọi người biết là tại một chú có mưa. Còn mà không có mưa thì quay không có mưa, mọi người thấy là không có mưa. Thì lát hồi anh em mình vô mình chân bông ra đàng hoàng đi. Nếu mà có mưa thì bắt đầu anh em mình dọn vô. Đó là vậy thôi. Anh em mình quay cho khán giả xem vòng vòng khu mộ vào cái khi mà cái hoa viên mới vừa mở cửa. Thì cái khung cảnh như thế nào, vắng lắm, đâu có ai đâu. Được vào coi như là mình giống như là gần như là người đầu tiên rồi. Nhiều cô chú đến sớm thì cũng không có được vào. Tại chưa tới giờ mở cửa. Tại vì hôm qua cũng có tội nghiệp rồi kìa. 3-4 giờ sáng tới đâu có ai mở đâu đâu. Tại vì đúng giờ quy định là đúng giờ mở cửa và hết giờ đóng cửa. Ê, nhưng mà có chỉ mai táng đâu đó thì bao nhiêu giờ người ta cũng mở đúng nha rồi. 1-2 giờ nhiều cái đám á, người thì ta cái đám theo giờ người ta sẽ báo trước. Báo giờ đúng rồi, người ta báo trước mở để cửa. Bảo vệ biết. Còn cái khách viếng là phải theo đúng giờ quy định đó. Chứ không có ra vào tùy tiện được. Thì mọi người thấy nhạc thì vẫn lên nổi từ sáng đến đêm, từ đêm đến sáng. Rất mong là như ý kiến của mọi người nói là muốn mở A Di Đà, mà không biết là phía bên nhà của cậu Thành hay là ở đây người ta có đọc được cái đó hay không. Mong là sẽ đọc được. Tại vì nhiều người ta nói là trong 49 ngày thì nên mở kinh chứ đừng có mở nhạc. Em cũng không hiểu là lý do gì. Qua đây thì chia sẻ với cả cô chú anh chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Tụi em sẽ bắt đầu vào bên trong để ngưng nhập. Đúng rồi, tụi em ngưng quay đi để tụi em dọn cái bông ra, sau đó sẽ quay tiếp tục.
cho cô chú anh chị của mình xem cái khung cảnh tại mộ Vũ Linh lúc này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.